Thì ngồi bàn nói chuyện với lại mọi người trong bàn, thì mới ngước nhìn lên sân khấu thì mới thấy một cô bé mặc cái váy ngắn trên đầu gối à. Nhìn xuống nữa thì thấy cái chân hơi dài dài à. Cô bé mà váy ngắn chân dài đó, váy ngắn chân dài ấn tượng đầu tiên của em đúng không à. Thì anh này nhìn xuống, tự nhiên mình nhìn xuống mình thấy ảnh thấy trên đầu thì hói hói, tướng thì lùng lùng nên thấy không có gì để ấn tượng, nên ảnh mò vô ghế ngồi nên em cũng né cái chữ đầu tiên nha, hói hói né cô thì kêu hai đứa trước là anh ở uống hết nước của anh. Anh không mời em cái uống xong rồi quay qua thấy anh đang ngồi ngủ, ngủ gì nè, đang ngủ ổng ngồi đó, xong rồi cứ em mở cửa cái xong cái em mở cửa cho ổng vô, thì ổng vô ổng đang nằm ngủ á, ổng đang nằm ngủ cái em tức quá em không nói chuyện được, quất phát phát vô mặt hai cái xong cái ổng vậy đó hả. Bé hay sao vậy, tôi nhìn thấy chú rể tôi có cảm giác giống như là hình như đã gặp ở đâu đâu rồi thì phải. À nếu tôi đó không làm là bạn giống Lục Tiểu Linh Đồng đúng chính xác. Trời thiệt hay quá à. Em tên là Vũ Tài, 33 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Ừ. Em tên là Thanh Ngọc, 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. À, nghĩa là lớn nhau 8 tuổi. Rồi ấn tượng đầu tiên gặp nhau thì như thế nào? Đầu tiên thì em gặp cô ấy tại đám cưới của ông anh làm chung công ty. Ừ. Thì ngồi bàn nói chuyện với lại mọi người trong bàn, thì mới ngước nhìn lên sân khấu, thì mới thấy một cô bé mặc cái váy ngắn trên đầu gối à. Nhìn xuống nữa thì thấy cái chân hơi dài dài à. Cô bé mà váy ngắn chân dài đó, váy ngắn chân dài đó là ấn tượng đầu tiên của em đúng không? Ngược lại người vợ là ấn tượng người chồng cái gì nè? Đầu tiên thì nói chung em không ấn tượng ảnh gì hết á, tại vì mình đang đứng nói chuyện với ông chú, tự nhiên ảnh đâu ảnh đi tới lù lù đi tới, thì lúc đó đang mang giày cao gót nữa, thì anh này nhìn xuống, tự nhiên mình nhìn xuống mình thấy ảnh thấy trên đầu thì hói hói, tướng thì lùng lùng nên thấy không có gì để ấn tượng, nên ảnh mời vô ghế ngồi nên em cũng ủa ủa em đang né, ai né, vậy né cái chữ đầu tiên nghe, hói hói né 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 đi gì nó sao gặp anh này có vẻ như hình như gặp anh đâu rồi, hình như là đồng cảm tương lân hay sao. Sau đó thì ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em là người chủ động. Ừ. Anh xin số điện thoại em với nó là 3 lần, lần đầu tiên em không cho, lần thứ hai nhất định không cho, lần thứ ba sau đó thì có ông chú á, là ông sếp của ông xã bây giờ làm chung á, thì kêu là thằng này nó cũng tốt lắm, con nó cũng được lắm, thôi cho nó số điện thoại đại đi. Trong cái đám cưới đó luôn. Dạ đúng rồi. Trong thời gian lần thứ ba mới quyết định cho số điện thoại. Sau đó về nhà thì lúc đó đi đám cưới về mệt quá, em đang nằm chuẩn bị ngủ thì lại có một cuộc điện thoại gọi tới, thì em cũng bắt máy lên, thì ảnh mới nói là alo anh nè, anh vừa xin số điện thoại của em nè. Lúc đó em xin lỗi anh lộn số rồi, cúp máy luôn. Rồi vẫn kiên trì chứ? Phải kiên trì. Tự vì là mình thấy gọi không được là cổ nói lộn số rồi, mà cổ mới cho mình nghĩ là kêu quá, thì mình quyết định là mình xin cái số điện thoại bàn, mình chơi chiêu chút xíu. Ủa mà sao có số điện thoại bàn? Đang mệt quá, mơ mơ màng màng á, tự nhiên anh gọi điện thoại em cho anh xin số điện thoại bàn nhà em nha, cho luôn. À có nghĩa là bạn đang xe ke đúng không? Đừng... Sáng thì em nhận được một tin nhắn, thì anh nè, anh hôm qua anh có xin số điện thoại bàn nhà em, anh có gọi vô điện thoại bàn em nhưng mà không phải em bắt máy. Mà như là mẹ em bắt máy nên anh cúp máy rồi. Thì sáng đó cũng nghe mẹ có nói là đi hôm qua có thằng nó khùng khùng sao á. 2 giờ sáng nó gọi điện thoại, nó phá máy nhà mình. Thì nghĩ ngay là anh ta chứ mày á. Anh ta mới nhắn tin, cái tin nhắn nó còn một cái nữa là anh nói là tối nay anh gọi cho em nhớ bắt máy nha. Cái đầu tối đó em có gọi đợi điện thoại của ảnh, cũng đúng 2 giờ mấy 3 giờ sáng em gọi cho em tiếp. Trời ơi, 2-3 sáng gọi chi mà cái giờ mà nghiệt ngã vậy? Giờ đi làm mất đêm. Có nghĩa là anh ấy cứ nghĩ rằng khi anh ấy làm là mọi người đều thức giống như anh ấy cả. Mà ngay cuộc điện thoại đầu tiên là rủ đi uống cà phê. Gì à? Rồi em có chấp nhận không? Có, tại vì em chấp nhận đi, rồi mất công đi với ảnh tôi nói cho ảnh biết để tối anh hỏi gọi cho nhà mình nữa. Nói tóm lại là em bị khủng bố quá, em đi cho rồi đó. Vô cà phê ổng làm gì? Dạ, đi cà phê thì mới thấy ảnh lãng xẹt vô, thì kêu hai ly nước ra ảnh ngỏ uống hết ly nước của ảnh, anh không có mời em. Cái uống xong mình quay qua thấy anh đang ngồi ngủ. Anh ngủ gì nè. Em mới hỏi là ủa anh sao anh nói chuyện với em mà anh nhắm mắt anh ngủ vậy? Anh vừa nhắm mắt anh vừa trả lời không, em cứ nói đi, em cứ nói bình thường đi. Anh nghe mà ở nhà bà nội anh cũng vừa ngủ thì nói chuyện với anh vậy á. Trời ơi. Trời, tôi chưa thấy một người đàn ông nào đi cua ghệ mà vô quán cà phê mà nhìn mặt cái người bạn gái mình mà ngủ gà ngủ gật kiểu đó. Em hỏi là bộ em nói chuyện chán lắm hả ông đó? Ừ cũng hơi chán chán. Ông công nhận thất tình thiệt. Nói thẳng luôn vậy đó. Lúc em nghĩ sao? Em nghĩ cái ông này cũng lạ lạ kỳ kỳ. Ừ. Nhưng mà nói chuyện lúc nào cũng nói thẳng vô vấn đề, có cả yêu đương cũng nói thẳng vô vấn đề vậy. Không lẽ có thẳng là ê yêu không? Dạ không, cũng không đến nỗi vậy. Anh mới nói là ủa anh chưa có bạn gái thì em chưa có bạn trai thì hai đứa mình quen nhau đi. Nhưng mà anh hỏi trước chứ trước đây em có quen ai chưa? Cái em kêu là trước đây em cũng có một quen một người. Cái anh kêu là
Vậy chứ hai người có cái gì chưa? Có tiếng xa hơn chưa? Nói đi để có gì anh biết, để anh ví dụ như mà anh tránh được thì anh tránh rồi. Không tránh được thì anh tới luôn. Ví dụ xảy ra rồi sao? Nếu mà xảy ra rồi thì để mình biết đường, để mình còn phải là rút đúng không? Mình rút. Em cầu hôn vợ của em bao lâu thì đến 6 tháng. Anh cũng chưa muốn hỏi cưới em đâu. Ủa sao kỳ vậy? Dạ cũng do cái dịp về Bến Tre chơi gia đình ảnh á, nghĩ là lên là sẽ hỏi cưới, nhưng mà lên thì ảnh lại im, ảnh không hỏi cưới thì cha cứ sợ là chắc thằng này nó lừa con mình hay sao á, nên không cho vô nhà chơi. Thì bữa đó hai đứa trốn đi chơi, em cũng nói với ảnh là giờ cha nói gì đó gì không cho quen nữa, vậy chứ anh có muốn cưới em không? Cái ông kêu là có. Cái em nói vậy thôi sao giờ anh không cưới em đi, cái ông kêu là giờ vàng lên quá không có tiền cưới. Cái xong cái em mới nói là anh mà để lâu quá vàng lên nữa là anh khỏi cưới luôn. Suy nghĩ chắc có lý hay sao. Ổng về cái qua ngày sau, cái ổng gọi điện thoại cho em. Cái ổng kêu là ừ em ơi khoảng tuần sau ba anh bước qua hỏi nha. Thì ra sợ vàng lên để cưới gấp. Có nghĩa là chị hiểu rằng á là em rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề tìm hiểu và đi đến hôn nhân, đúng không? Yeah. Mọi chuyện đối với em là phải hoàn hảo tất tần tật mọi thứ. Thế thì sau khi mà cưới rồi á, cái điều mà em thấy bất ngờ ngạc nhiên về vợ em là cái gì? Rất là bạo lực. Là sao không? Là không sao? À? Sao? Cụ thể là khi mà mỗi lần mà em đi nhậu về đó thì hay là đánh nguội. Đánh nguội hả? Ủa đánh nguội là sao Thuận? Đánh nguội nè. Giáo là em đánh hơn vậy. Trời. Đúng rồi. Ví dụ như một cái trận đánh nguội của em nói với anh nè. Chồng em sống về đêm. À. Đi nhậu về đêm không à, khoảng 12 giờ mới về. Vừa về em đóng cửa, em đâu cho vô đâu. Cái xong gõ cửa, vừa mở cửa ra em vút một phát một cái văng xuống hai cái. Văng xuống tầng. Cầu thang. Trời đánh nguội ác vậy. Bạn có thể diễn tả được cái cảnh mà bạn bị đánh nguội là sao? Đồng ý không nào? Cảnh nó căng thẳng quá. Đứng thử đi. Thử đứng lên đi. Trời ơi vợ nó chủ động nhiều quá hay rồi đúng không nào? Đứng lên. Để cho mọi người học đó, hỏi. Đúng rồi. Đâu đánh người sao đâu. Bộ gì đang đứng này. Trời ơi. Cái đâu mà đánh người nó mà đạp lộ liễu. Chị mà như em á là chị không có dám đi nhậu nữa đâu. Chị cực khổ về bị quýnh nguội hoài. Rồi quýnh là sao? Rồi nằm đó luôn hay là sao? Lăn xuống ngồi. Dạ, ổng ngồi đó, xong ổng mở cửa kia. Em ơi, mở cửa. Cái xong cái em mở cửa cho ổng vô. Thì ổng vô, ổng đang nằm ngủ á. Ổng đang nằm ngủ, cái em tức quá, em không nói chuyện được. Em quất phát vô mặt hai cái. Xong cái ổng... Vậy đó hả? Ờ. Rồi bây giờ em mong muốn của em với bà xã sao? Mong muốn của em á là dịu dàng hơn, là không còn đánh chồng trong lúc mà chồng thân. cái thứ hai nữa là kỹ hơn trong cái làm việc hàng ngày. Ảnh nói là em không có kỹ tính, nhưng mà thật ra là do ảnh quá kỹ nên ảnh mới thấy em không kỹ thôi. À. Giống như em rửa chén xong, cái anh kêu em mở đèn lên coi chén còn dơ không. Cái anh lấy cái tay anh vuốt cái đít chén, cái anh kêu nè anh chưa vô tay em á, còn dầu này rửa lại đi. Cái anh kêu thôi anh đi rửa đi. Nói với em lau nhà xong, cái anh kêu trời ơi lau nhà gì bụi không à. Cái ảnh lại cái ảnh kêu thôi đưa đây để anh lau cho. Phơi đồ cũng vậy nữa. Phơi đồ cái em lấy em phơi đồ, em giặt đồ xong em phơi. Cái ảnh kêu thôi được rồi đưa đây để anh phơi cho, không ai phơi đồ sạch bằng, không ai phơi đồ khô bằng anh. Cái em nói ừ thôi anh làm luôn đi. Là từ đó về sau là ba cái việc đó là ảnh sẽ làm. Mình nói đây là nói với tính cách là để mà dạng như khắc phục, ví dụ như là mình phải làm cho nó tốt. Dạ. Đâu có ai chê em giữa chén dơ, đâu có mình ảnh chê em. Còn cô vợ? Còn em thì đầu tiên là em muốn ảnh là không nhậu nữa, bớt keo kiệt lại. Có một cái ảnh keo kiệt lắm. Keo kiệt? Phải không? Với gì? Với vợ hả? Dạ đúng rồi. Đầu là ảnh xin xuống thằng bạn em là em cũng nghĩ là không đến nổi đâu nha. Nhưng mà khi mà cưới về em còn phát hiện hơn nữa. Vừa cưới về, trước khi cưới thì ảnh kêu là ở đám cưới xong anh sẽ dẫn em đi hưởng tuần trân mật ở đâu đó. Cái tới chừng cưới xong cái em nói ủa anh cưới xong rồi mình đi đâu? Ảnh kêu đi cái gì? Trời ơi, giờ đi tốn tiền tốn kém chẳng được gì hết trơn, mệt người thêm. Ở nhà cháu khỏe. Có khi nào là tiết kiệm không? Có khi nào là tiết kiệm không? Sao em không nghĩ đó là tiết kiệm mà là nghĩ là keo kiệt? Như là ảnh mà muốn đi ăn á, cái gì mà ảnh rất là thích ăn, ảnh tìm mọi quán cái nào cũng được á, ảnh kêu em đi ăn cái này nha, mấy trăm một phần cái gì đó thì ảnh cũng ăn. Nhưng mà mua đồ cho em hả, này cho con em, cái ảnh kêu trời có nhiều quá mà mua làm chi nữa, đâu có xài đâu. Hoặc là ảnh mà cái gì về bản thân ảnh là lúc nào ảnh cũng rất là phóng khoáng. Vậy đó. Ồ rồi đúng không vậy? Sao cười tủm tỉm vậy ông? không có đúng lắm. Thì cái ăn uống thì cũng là chung gia đình thôi. Là cái chung của gia đình chứ đâu có phải bản thân. Cái thứ hai nữa là về cái mua sắm quần áo,
giày dép gì đó. Thì thực sự nhiều quá thì có mang cái tính lãng phí. Lãng phí đúng không? Tức là trong đầu em là em nghĩ là em tiết kiệm cho gia đình chứ đâu phải nghĩ keo kiệt. Theo em á thì như vậy là keo kiệt hay là tiết kiệm? À, một phần cũng có thể là do bạn tiết kiệm mà bạn tiết kiệm quá mức ha. Đôi khi cũng phải tặng vợ mình một món quà gì đó. Một năm như vậy thì một năm vậy thì em tặng quà vợ em bao nhiêu lần? Thì thường thì tặng chỉ một lần trong cái ngày sinh nhật của vợ. À, tức là một năm là một lần thôi. Trong khi là một năm là chúng ta cũng quá nhiều ngày lễ. Lễ tình nhân nè, sinh nhật nè, 8 tháng 3 nè, rồi 20 tháng 10 phải không? 20 tháng 10 nữa. 20 tháng 10 bỏ đi. Kỷ niệm ngày cưới nè. Kỷ niệm ngày cưới nè. Rồi bây giờ lấy 3 ngày thôi chịu không? Lễ tình yêu nè, sinh nhật nè, 8 tháng 3. Chịu không? Cũng từ 1 mà lên tới 3 rồi đó. Bây giờ chỉ có được ngày sinh nhật thôi, còn mấy ngày kia thì bây giờ chị mới đăng deal nè, đăng deal giá cho em nè. Deal đó, deal. Bây giờ 3 lần trong một năm em chịu không? Được, sắp sửa tới. Em sao? Thôi em giảm xuống còn 2 đi. Thôi 3 đi, 3 đi, cái đó là 5 đó, tăng đi là 5 đó. Mà bớt cho em 2 đó. 3 lần đi. Đủ đúng không? Đó, còn em á, một tuần được một ngày nhậu. Một tuần được ngày nhậu chứ anh nhậu 24 giờ luôn á. Không, em cho tiếng chứ. Sao em được không? Lục Tiểu Linh Đồng cười không? Được, được phải không? Em nhậu làm sao mà về em vẫn biết là vợ em chuẩn bị quýnh em để mà em thủ thế. Đó, đó là nhậu sao mà có kiểm soát. Có kiểm soát đó, đúng không em? Thôi, thôi phải thể hiện không, đi chứ. Nhưng mà riêng cặp này là nãy đánh rồi, bây giờ phải ôm đó. Mới được, mới quề được, đúng không? Đúng không? Tại vì đạp cái quá mạng mà. Đó, bây giờ là phải ôm, xiết. Hồi nãy đạp cái quá mạng thì giờ phải ôm cái quá tình cảm. Đó, mọi người giơ tay nào, ôm đi, ôm đi. Mày nói không ôm. Trời ơi, nói cho đau quá. Nè, em đau quá, em ôm cho bớt đau xíu. Đó. Rồi. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Em chào anh Quốc Thuận. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? À, dạ. Cái mặt không sao, à, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tinh. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, là chắc vợ em cứ nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em. Dạ, nha vâng. Nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? À dạ. À, thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Dạ. Thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Cái em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, em mới bảo là vậy thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Cái xong rồi lúc mà cài vô thì nó chỉnh hình rồi, ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen, thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen, cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ, xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời.
Chắc cũng đang chờ gì đây nè. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó. Là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng ngu rồi đó. Đúng ngu. Mà anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc tụi em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Dạ, tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau, thì em mới để là thôi 10 cây đi thì có thể gặp được, chứ xa quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Dạ, xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối, thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Linh Sơn không? Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là... Chưa, nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói tỏa sáng luôn. Dạ, tỏa sáng. Đúng trời, rồi đây nè. Đó. Dạ, xong rồi người á thì là cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng. Đó, đấy là sáng trưng đó. Sáng trưng, sáng bừng luôn. Dạ, đúng rồi. Dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em. Kêu là hồi đó ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp, nhưng mà thấy nghi em bảo uổng nghi là nghi cái gì, kêu là sao chồng trai hả? Thấy chân dài quá mình kêu không là... biết là con trai hay con gái, đúng hơi nghi. Hay chưa, anh đoán ghê. Dạ, đúng rồi. Kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á, là kiểu người chuyển giới, kêu là đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao kêu, quá có khi nào... rồi sợ rồi kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Dạ. Trước khi gặp là vẫn còn nghi ngờ. Dạ, dạ, rồi, nhưng mà vẫn muốn gặp. Nhưng mà có khi nào là em cố tình em gặp để em xác nhận rõ cái giới tính thiệt của cô thì cũng cả hai đấy anh. Chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao. Em là người miền Nam. Em là em thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta, em kiểu em cũng không kiểu giống như em không em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa, kiểu dạng vậy. Tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi, xong rồi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người trai Bắc không, trai Hà Nội không, cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy, cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích trai Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh. Nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà, anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn. Là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn. Về chuyện nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn. Nói với chị với anh Thuật nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Hỏi sợ quỷ sứ. Ủa cái lần đầu tiên gặp là ảnh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á? Dạ nói
tiếng Nam. Dạ. Là xong rồi hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì, cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì ngay gần sân bay chỗ em thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh. Đó xong anh mới dẫn qua đó. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à. Ông nói Bắc luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó, nên là bây giờ Bắc Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cuối cùng á là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó đó. Yêu liền không? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi. Là tụi dạ. Lâu vậy? Có những cặp á. Trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á. Dạ. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi nhưng mà nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà nếu ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. À, dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì em anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á, em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam không. Kiểu gia phong lễ giáo đó. Dạ dạ đúng rồi đúng cho rồi, nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải kín dạ, kẽ nói chung không? Là kiểu cũng sợ với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà sống chung với mẹ sống chồng á chị, nên là em kiểu em bị em bị sợ em bị ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang xong rồi kiểu cũng hở kiểu dạng dạy hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu cái thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kín nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn. Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết thì dạ. Nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ, dạ đúng rồi, tại từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á đó, thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ có đòi hỏi không ạ? Nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái, nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nên là nhìn ở ngoài thì trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng đúng xíu rồi đó. Đúng rồi vâng. Nhưng mà bà có thiện cảm dạ. Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn, anh cũng nói thật với em, anh kêu là
thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè: Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt. Ôi, cứng dạ. Rồi đó mà vẫn còn dạ. Lời. Và kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn. Xong rồi đó, xong rồi anh Sơn thì cũng nói đây là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi. Nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ. Bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Dạ. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Dạ. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp được không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc đó thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Dạ. Mình không có show up ra, mình không mà có. Mà khi mà em có vợ rồi thì các đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì là ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở Hà Nội, nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này, đó có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết, nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó thì mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng thì đó là một cái thời điểm em nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chứ bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng khá là phức tạp. Vâng. Tức là hai đứa kịp làm đám cưới trước Covid đúng không? Dạ. Vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền. Dạ. Các câu tật xấu đúng không? Sơn. Linh quên, xin lỗi. Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy em? Anh lộn. Không biết thầm cái Phi á. Không phải Sơn á. Sơn rất là hiền. Giới tính nó không được chắc chắn đó, em. Nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á, thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết lạc đề. Dạ. Đó câu không hỏi. Cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó. Có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Ta đang hỏi tật xấu thì đi cứ khen tật xấu không có kể tật tốt thật mà tốt. Cái đó tật tốt nha. Dạ. Rồi giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa em thấy vừa khó ý, em chưa vừa là... ý ảnh á. Chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý, em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Anh con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, gia trưởng nếu không? Mà nếu mà gia trưởng thì chắc là em với ảnh là không có đến được với nhau rồi đó. Đúng không? Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức đó. Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, đó. Nó không có chữ tại sao. Nó phải có tại sao. Lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái tật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có cái gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về cái ông có, điểm. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Rồi
mê mê đá banh hơn mê vợ không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn, rất là đam mê luôn, mà xong từ khi cưới vợ rồi á, xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh, còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi, mình ráng thôi mê chứ. Mê tập lắm đúng không? Dạ đúng bây rồi. Giờ nói thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á, cả hai là mệt liền á. Dạ. Sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hai cái tật xấu ram ram là một này, áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ xong rồi nếu mà nếu mà không theo á là kiểu khó chịu, xong kêu dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được, nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu người khác ngay mặt. Sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Nó lòn ra đó. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao chồng giận đi, sao giận như dạ. Bỏ đi. Nhiều khi trời, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm á chứ, nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà không tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn á, cái em lên mạng em nhìn em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà có hoa đăng lên, mình không có gì cũng tức chứ, xong nói chứ chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy, ví dụ vợ nói vợ không thích xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa, cái em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Vậy đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi nên là em kêu á, nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? Mỗi lần mà giận thì giống như tức là hai đứa giận thôi, em giận anh có làm quề không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức dễ sợ quá mà có sao nói gì. Dạ, đúng rồi. Đi đi là đi luôn, đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ, lúc khác á em mới kêu chứ người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết, kêu ví dụ người ta kêu là đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết giận thì thôi chứ. Đó, Ngọc Lễ đã nói rồi, đúng rồi. Ngọc Lễ đã nói rồi, con gái nó có lạc không. Dạ xong kêu chứ anh bảo đi cái đi mất tiêu luôn. Đi mất sao tiêu mà, luôn. Sao mà sao ngốc thế, không nhìn vào mắt vợ. Nhìn vào mắt để vợ. Lần sau em cứ làm ngược lại. Ủa, cho chắc anh. Nghe nè. Rồi bây giờ ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn, em không có để bụng. Tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Trời ơi. Dạ. Có nhiều khi mà giận nhiều quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy đẹp trai quá thôi không? Dạ, dạ có chị. Trời có nhiều khi hả kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra cái gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả ống thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê á, xong kêu đã thế hả giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ ủa sao chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi
quay qua ôm cái hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận quay luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiếm ngưỡng dung nhan ra cái tự bà hết giận. Dạ đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cưới chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi, kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cưới mà kiểu xấu xấu là bực, là giận là hoài luôn. Cái cặp trước okay. Nghe bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi, bây giờ vợ sao đó kìa, đó bây giờ tấn công đó, xa tay nè, xây ra cám này đó nha. Cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. À, là kể về tật xấu của vợ đúng không? Đúng rồi. Nhiều không em? Chưa nhiều đồng ý. Nhiều em còn... nhiều không hay là không có? Không có thì qua luôn. Dạ cũng đủ xài ạ. À, đủ xài hả? Đợi nãy giờ rồi mới được nói đó. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Đúng rồi. Vợ ấy là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại... khá là bừa bộn, khá là cứ đâu là quăng đó. Còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm làm thôi đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó, vâng, bừa bộn rồi. Tiếp nữa đi em, tranh thủ mà kể đi. Đấy rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không có chịu. Đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cô không? Có áp có. Đặt không? Có. Áp đặt gu của mình và gu của người khác. Không phải, không phải đâu chị. Nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Xong rồi hả, em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mà áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Không nghe em. Xong rồi đến hồi kiểu nói chung là chắc là cũng chưa nghe ai nói. Xong rồi đến hồi mà có một đợt mà về nhà em, đợt đó là sinh nhật của ba em á. Xong rồi anh về nhà em chơi thì kiểu cũng kiểu dịp tiệc tùng vậy đó, cũng mặc đồ đơn giản kiểu vậy. Cái xong má em mới góp ý với em, bị nói dạ mới nói mới kêu là Sơn á, nó đẹp trai vậy mà nó biết ăn mặc á là nó đẹp lắm á. Lúc nào cũng mặc kiểu vậy, tại vì lúc nào cũng mặc cái màu xám hoặc là cái màu đen thì nhìn riết nó chán á chị. Dạ đúng rồi. Cái xong em về em nói, em kêu đó mọi người chê vậy đó, nghe chưa, vợ nói thì không nghe. Rồi bây giờ nghe chưa? Dạ. Ủa mà xí mình đang nói xấu nhau mà em đang nói mà sao cổ nói? Thì bởi vậy mới nói đó. Rồi giờ tới em rồi, hiểu rồi. Bây giờ cải thiện cơ, cải thiện rồi đúng không? Rồi cũng thực ra đấy thì đấy em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Em thì sống thì mọi thứ khá là đơn giản, ăn mặc cũng rất là đơn giản. Thì vợ em lại một người rất là yêu thời trang, nên là dần dần thì mưa dầm lâu. Đúng không? Rồi em bắt đầu thay đổi cái. Không nhưng mà thay đổi rồi. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đầu thiều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Nghe chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Nên vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, chẳng bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đến, của người đến, ta đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi, bây giờ tới em. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì em nói chung là chồng em thì em chỉ mong muốn chồng em là thay đổi, là nói chung chồng em là
có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Mà rất là thương người, nhưng mà nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, nên là kiểu giống như là có những lúc kiểu giống như làm được nhiều tiền á, cái đi ai khó khăn mình giúp hết, cái đến khi lúc mà mình khó khăn mình cần á thì không ai giúp mình hết, lại thì lại không ấy. Là mình em thì em kiểu em cũng nói, em kêu là tại sao không dành kiểu giống như là để dành tiết kiệm ấy, là phải lo, em muốn là kiểu phải lo cho tương lai. Đúng rồi, còn đằng này anh là kiểu anh cứ thấy ai khó khăn hay là sao là anh giúp hết, anh giúp anh mang giúp hết kiểu dạng vậy đó. Xong rồi em nói xong rồi thì kiểu cũng nghe, nhưng mà cũng không biết là có thay đổi không, tại vì cái tính rồi. Dạ. Tức là muốn em sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong cái việc đó, đúng không? Với lại phải kiểu giống như là suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống kế như cận tại đây nè, kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã, rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó. Ngoài đúng đó Sơn ơi, nghe dạ mình thấy nó rất là hợp lý. Dạ tại vì thật ra không phải là mình giúp người ta không phải là mình chỉ giúp bằng tiền hay là sao không, mình có thể giúp bằng nhiều cách. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy vậy nè. Dạ. Chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha. Dạ. Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ. Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah.